lên ba má nó cỡ 4-5 ngày hoặc 4 ngày em đi nha. Em đi gần cho chị làm ba cỡ 3 lần rồi nó hết. Còn em đi xưa rất là lâu hết, em phải nghe lời chị để cho hết nhanh rồi chị bao tâm cho. Em đi gần nó rất là ít tốn tiền quá, em chị nói thiệt luôn, em đi lâu là em tốn tiền không hết. Ba ngày thì lấy là đi được anh. 3-5 ngày là đi. Vậy ô. Mấy thằng mang đứng chịu sự quá rồi. Đi qua trục số 10 nó đứng đi nữa. Hai đứng lắm đó. Đến chỗ nó nè. Đứng rồi nó nhiều nhất luôn á. Chưa có nhân tiếng giống y thịt thế mà riêng cái mùng bà nhìn vô là cũng tưởng thịt nhìn nhan đóng lại nghĩ mùng có khác gì thịt mà trọng đoạn rất là sướng con bi nó có thịt thịt nó cứng chát không bình thường nó bạp thịt ra nhiều quá nè muộn lặn xuống lại bên dưới chích nó khó chích nó mềm 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 bây giờ thế mẹ nhắc mua bảo hiểm cho em nha. Xa em bị ba. Dạ. Mẹ nhắc mua bảo hiểm chứ không phạt tầm lum. Lỡ bác vô đỡ bác chứ. Để lấy giấy từ xa đó đã mất qua thử tay nữa. Nga ở vị trí cho hướng xí nước bông khô quá có kiếm những mềm mềm như da chết khó vậy sao cái này gì chết này nó cứng cái thịt là cái gì còn thịt nó mềm mềm chà chà tưởng ngon nữa nhiều lắm bữa là họng cứng từ cái họng mềm 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 trong thịt nên khó chích lắm đây vậy chắc sao gì họng cứng hơn cái từ lớn mềm mềm trong thịt nó lẳng sau á đưa kiếm khó đưa lắm vì mấy cái họng chết bán họng nó ở đây nhé nó đây lẫn bị lâu đời hơn rồi cái lúc ngược xuống còn cái mới mới mấy năm sau lẫn dễ hơn cái lần trước nên có nhiều cái còn mấy chục năm nhiều Thank you.
Cái mấy thằng rèn kiểu rèn rèn quá ngon. Mà hai đứa mặt cái ấu có sạp lắm nha. Chút cái điện ra. Để xì cho nên. Chị đau quá rồi, nhiều nè, nhiều quá rồi nè. Bài cũng rồi. Rồi sau tay có cái cục. Rồi, từ từ. Đường dưới làm sao ta vậy rồi rê dễ sợ biết học nhỏ trước chị biết sao ta có mụn luôn rồi chị đi dành nữa rồi cũng can kim thiệt khai đó có đĩa được, đau quá. Thôi, tao nói tay thôi. Lùa tay kỳ đau rồi. Lắm, không làm, không cần. Đâu yên, yên cầu. Hỗn thông nha, thích miệng thì lãng chào của Billy luôn, của gần nhà Billy luôn. Hỗn nó trong một mình lũa, chắc là ghen thông Billy. Bao nhiêu người đi lâu với thấy cái lỗ đen rồi bay lỗ đẩy cái mát miết luôn, chặn rồi, ấn bay nhiêu rồi, mua rồi mình bay, vui lắm. Lửa nhiều rồi hả? Quá nhiều lửa luôn. Bệnh nặng quá nhiều mà. Trương Nam khỏe mạnh cái vô tiếp. Bao ngày là bà về đó. À thôi nặng lần này nữa. Về quê Trương Nam vô, Trương Nam vô chắc là không có nhiều lắm. Thì lần em lấy nhiều quá rồi nè. Lần là quá trời nam rồi có đi. Mà thằng đó cái mùa cũng bị bao nhiêu nam rồi, bao nhiêu chục nam rồi, bị bao nhiêu nam. Đúng vậy. Ai xem chập chích nè, còn máu ứ chẳng ra. Đúng này. Cục mà nhận luôn á. Hả cô nhận không giống xem kìa. Như đáng sợ. Bà chị cũng ăn miếng không ta. Ừ, đây tới chiều luôn đi. Hay là thực hiện cái tội là cản trở người thi hành công vụ đó. Đang làm việc mà cản trở quá không được tụi.
Đó. 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 Chị ra dũa chứ, nó nặng được nhiều chứ. Giờ do thì nhiều, tại vì người đó. Trời ơi, như một cục thịt vậy ăn thì mùng ha. Khiếp thiệt đó chứ. Nhìn được, nhìn là như một cục thịt chứ là cục mùng đó. Nặng nhân nhân đóng là cục thịt. Tại vì giờ trừ da, nhân nữa rồi. Với mùng nó dễ cho nhìn ra, mùng đó là khó rồi, mà còn bút thì như màu thịt luôn á. Ngoài cũng nước. Cái một cái đóng do dài đó, cái mùng. Nhìn không ra. Chứ cái kiểu nó thịt mềm nữa, cái mùn vẫn xuống là đang thịt á, thành ra thịt cái đánh mềm, chứ cái mùn đó là thượng cứng này. Bà nào biết để mới cân nghiền nhìn được cái nhiều thịt cho cái vọt mùn. Nói bà nghe thao đậu không cầu không, có ai có tiền không trời. Ai cũng biết của bà ngồi thêm răng lòm, em không đi đảo tiền được đó. Thế bà ấy chịu ra thôi, bởi sao cho làm được. Trừ ai này em chịu tay, em đang làm việc rồi, không có đi lấy tiền được. Từ đó phải đi tìm việc khó nè. Mở lâu quá. Chung nó bó học đi nè, ừ. Tách từng học cho nó dọn, tách nghỉ đâu có dọn tích tí. Không trời, nó mềm lắm, mềm thịt này trên. Nè, nè, đùng lắng chài đằng đó không. Dưỡng nằm xuống trong thịt là rồi. Không rồi, đúng rồi. Dạ, về đây chưa? Nồng khấu ra cần cái xí thịt mà không có chỗ nào mùn luôn, biết bao nhiêu lớn chỗ này luôn, bữa đức này nhiều lắm rồi đó, dễ sợ. Nặng 40 phút mà thấy khiếp luôn mà. Mình thấy nhiều không mà trừ em thấy không? Thấy là nơi nào đây cũng nhiều lắm, chịu là banh tiếp cái do ra tí, lớp nhỏ hơn. Thiệt không? Ừ, mà rồi. Nhiều nam quá rồi, mấy chục nam cũng vô trong thịt là luôn. Còn mùa mà nhìn vô trắng 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 cái gì? Trắng trắng thì sao đầu teo hồi nãy, nó là gì nhìn mà mới lần đó đó. Như chữ này lẫn lẫn vô trong thịt đó. Nó nhìn là như miếng thịt. Ừ. Còn cái trắng gì đây nè, cái trắng nó mới vậy nè. Mùa của bò khúc này là không khó. Không khó chích. Rồi má sao chứ. Cà mát đó, về khải mà trời quay. Tôi quay thì đang gấp chân em nhìn nhầm. Trời ơi, đúng rồi.
đâu có nghĩ nhiều lúc đi trừ em nhìn cái gì đâu. Còn bữa lắm quá nhiều trai luôn. Trừ không nhìn còn nhiều nữa. Nói sao trời má mà. Thế chị? Mấy chị về tới nói đứa đi. Tới tay chị chứ gì biết không vừa chứ em đang ngồi có đây rồi. Thì vô rảnh thì lo, không rảnh thì đợi chứ chị phải nuôi dừa chính xác em đi chứ. Chứ ra. Nó mua ngậm sổ giùm ra. Bấu vừa cái xe khách rồi chị. Xíu có được thổi như nó muốn cài của lỡ ông nó điện cho Hương cái. Bấu vừa em không lo được không à. Xíu xíu của có điện thoại không. Dạ dạ. Đấy là cái đồ chung không? Không, ý là nãy chỉ nghe thằng Thùa dưỡng đồ chung không á. Không nghe giống mình cái phone kêu đó. Không không, tôi không có tìm thằng Thùa, ông sợ ông nó điện. Ông sợ ông thiếp một gọi, không cần điện. Không cần điện xíu ơi. Ý là ông sợ ông thiếp ông điện, nghe cho cái điện thoại giống thương cái đồ chung kêu luôn. Ý sợ, đằng quá ơi. Cháu gì sợ làm ăn nhiều lắm rồi ta. Cái đó mùng mong cái đó mới chắc còn nhiều phút nữa phải ít mua đó còn giờ được nhiều phút rồi vậy á chuẩn bị 20 phút lại xóa rồi. Cho chị cái đêm nữa chứ cho chị đi về quê luôn chứ người sau chắc hẳn chạm máu mà không có một cái đôi xuống luôn với thịt chồng. Cộng lên thì cái lượng không chết hai lũ em rồi em. Thank you.